Có phải các bạn trai thường hay nói dối như thế này không? Em này đẹp quá à, chồng coi nè. Có phải đẹp lắm không? Đẹp ở chỗ nào? Anh nhìn đi, mắt to tròn, ngực cong, mông thủ. Em chắc chứ? Đúng rồi đó, cô ấy rất là đẹp, anh không nghĩ vậy hả? Hả? Anh phát hiện mắt thẩm mỹ em có vấn đề rồi đó em yêu. Thật vậy hả? Ừ, em này mà được coi là đẹp thì em yêu xin như hoa hậu luôn. Không thể nào, cô ấy đẹp hơn em nhiều. Thôi không nói nữa, anh đi mua đồ ăn. Ồ, ok, anh đi đi. Anh ấy đúng là một người đàn ông ngọt ngào, làm cho mình cảm thấy yêu nhiều hơn. Sao mà đẹp quá vậy? Yêu quá đi. Yêu cái gì hả? Cô ấy là chị em tốt của tôi. Theo bạn, như vậy đó là yêu chưa? Là một thằng con trai nghèo như anh là trắng đôi bàn tay. Rồi mình có chuyện gì em yêu? Anh có thật sự yêu em không? Anh đương nhiên là yêu em rồi. Vậy đã làm những gì cho em? Trời ơi, đừng có tin trên mạng họ diễn thôi. Ít ra thì người ta cũng chịu diễn, còn anh nha, ca diễn cũng không chịu diễn. Vậy là yêu tôi đó hả? Nếu thật sự em muốn như vậy thì anh hỏi em nè, em có yêu anh không? Em đã làm gì cho anh? Mỗi lần gặp anh thì make up, mỗi lần make up 2 tiếng đồng hồ, như vậy không phải là yêu hay là gì? Bình thường em cũng đi ra ngoài mà. Bình thường em không ra ngoài, có ra ngoài cũng chỉ để gặp anh. Mỹ phẩm rất là mắc, có những lúc make up không đẹp, em rất là khó chịu. Nhưng vẫn phải mắc cúp lại. Ok.